Hồi thứ 42 Trường Phi đại náo cầu trường bản Huyền Đức chạy về bến Hán Tân Nhắc lại Hai tướng Trung Thân Trung Tấn Đổ ra chẹn đường Triệu Vân Vân sấn tới phùng giáo đánh Trung Tấn múa cây búa lớn ra trước Hai ngựa giao đầu được ba hiệp Vân đầm tấn chết lăn xuống Rồi cướp đường mà chạy Trung thân cầm hoạch kích đuổi theo khi đầu ngựa theo gần sát đuôi ngựa trước, bóng mũi kích đã hiện lấp loáng trong vùng kính yểm tâm sau lưng, bổng vân vụt đầu quay ngựa lại, hai bên đối nhãn sáp lá cà. Bất thình lình, nhanh như chớp, tay trái vân đưa ngọn giáo gạt cây kích, tay phải rút gươm báu thanh can chiếu giữa mặt chung thân, chém bổ một nhát, đứt một nửa mũ sắt, xả đôi sọ cái, thân lăn xuống đất chết luôn. Quân địch bỏ chạy, Vân phóng ngựa chạy thoát rồi chạy thẳng về phía cầu trường bản. Bỗng tiếng reo hò lại vang dậy sau lưng. Có hàng tướng văn xính vừa kéo đến, thay thế liền thúc quân đuổi Vân kỳ cùng. Vân cố sức chạy tới đầu cầu. Bấy giờ, cả người lẫn ngựa đã mệt mỏi quá sức. Mày sao trông thấy Trương Phi đang dừng ngựa, cầm ngang xà mau lên cầu. Vân kêu lớn, giật đức cứu ta với. Phi hâm hở gọi, Tử Long mau mau qua cầu. Quân đuổi tới, ta có đối địch. Vân phóng ngựa qua cầu, rồi chạy hơn 20 dặm nữa thì thấy Huyền Đức cùng mọi người đang ngồi nghỉ dưới bóng cây. Vân xuống ngựa, lạy rạp xuống đất mà khóc. Huyền Đức cũng khóc theo. Vân nghẹn ngào vừa thở vừa bẩm. Tội của Vân dù muôn chết cũng chưa chuộc được. Bẩm chúa công, mi phu nhân bị thương nặng, không chịu lên ngựa đã gieo mình xuống giếng mà thác. Vân chỉ kịp xô đổ bức tường đắp đếm cho kính, rồi bồng công tử đánh phá trùng vây. May nhờ hồng phúc chúa công mà thoát được. Đến đây, Vân đưa tay đỡ cái bọc trước ngực. Lo lắng nói tiếp. Lạ quá, vừa rồi công tử còn khóc trong này, sao bây giờ lại không nghe gì nữa? Sợ có thế nào chăng? Nhưng khi mở bọc ra, thì thấy cậu A Đẩu vẫn ngủ ngon giấc. Vân mừng rỡ rối rít. May quá, công tử vẫn bình yên vô sự. Nói rồi, hai tay bồng lên dân huyền đức. Vừa đỡ lấy con, bỗng huyền đức ném phịch xuống đất, giận dữ nói. Thằng nhảy ranh này, vì mày mà suýt nữa thiệt mất một đại tướng của ta. Triệu vân kinh hãi vội phục xuống, bồng A Đẩu lên, nức nở khóc lại rằng. Vân này dù gan nát ốc lầy cũng chưa báo được ơn chúa công trong muôn một. Người sau có thơ rằng, hổ mạnh tung bay, thoát lưới tàu, rồng non trong bọc, ngủ ngon sao. Cô cùng, chúa muốn thu lòng tướng, trước ngựa gieo con ý rất màu. Nguyên văn, tào tháo quân trung phi hổ xuất, triệu vân hoài nội tiểu long miên vô do phụ úy trung thần ý, cố bả thân nhi trịch mã tiền. Nhắc lại, văn xính kéo quân đuổi Triệu Vân đến cầu trường bản, bỗng thấy Trương Phi vẫn ngược râu hùm, trợn tròn mắt ốc, cầm dựng xà mâu dừng ngựa trên cầu. Lại thấy từ khu rừng phía đông, các bụi bốc lên mù mịt xính nghi ngờ có phục binh, bèn gò ngựa đứng im không dám lại gần. Và chỉ lát sau, Tào Nhân Lý Điển, Hà Hầu Đôn, Hà Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Hứa Chữ, Trương Liêu, Trương Cáp đều kéo đến. Nhưng các tướng thấy Trương Phi cứ trừng trừng con mắt, cầm ngang xà mâu đứng trên cầu. Lại sợ đó là mẹo cha các khổng minh bày ra, không ai dám tiến. Bèn cho quân bày trận, rồi các tướng cùng nhau đứng dàn hàng chữ nhất ở phía tây cầu. Một mặt, sai người trở lại phi báo Tào Tháo. Thảo nghe tin vội dục ngựa chạy tới sau trận nhìn xem. Bây giờ, Trương Phi đang trợn tròn mắt nhìn sang trận địch, chợt thấy phía hậu quân có tàn xanh tàn tía, cờ mau trắng, lưỡi vớt vàng, tinh kỳ pháp phối kéo đến, thì đoán biết Tào Tháo nghi hoặc nên thân đến xem. Phi bèn thét lớn lên rằng, ta là Trương Dực Đức nước yên đây, ta dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Úi chào, tiếng thét như sấm rền, quân tàu nghe choáng cả ốc, chân run đập vào nhau cầm cập. Tháo vội truyền cột tàn lỏng, hạ cờ quạt xuống, rồi quay lại bảo tả hữu. Trước đây ta nghe quan Vân Trường nói Trương Phi xong vào chỗ vạn quân, lấy đầu vị thượng tướng dễ như lấy vật trong túi, nay gặp ở đây không nên khinh địch. Tháo vừa dứt lời, Trương Phi lại trợn mắt gầm thét lớn hơn. Trương giật đất nước yên đây, ai dám tự chiến thì ra tức khắc. Tháo thấy Phi đằng đằng sát khí như thế, đâm ra chột dạ muốn lùi. Phi thấy hậu quân tàu rụt rịch chuyển động, thì hiểu ý, bèn dựng xà mâu lên, quát hết sức như sát nổ. Làm sao? Đánh không đánh, lui cũng không lui, thế là ý gì? Tiếng quát này to quá sức, khiến một tướng đứng bên tháo ngã lăn ngất liệm. Thì ra đó là Hạ Hầu Kiệt vì sợ quá, đã vỡ gan tan mật, lăn xuống chân ngựa mà chết. Tháo thay thế, bỗng quay ngựa bỏ chạy một mạch. Thế là chư tướng, rồi ba quân, nhất tề quay mặt về hướng Tây, ùng ùng chạy theo hết. Đó chính là Thằng bé còn hôi sữa, nghe sát rền sao khỏi hết hồn. Bác tiều ốm xanh da, gặp hổ rống ắt là bạc phía. Nguyên văn, hoàng khẩu nhụ tử, chẩm văn tích lịch chi thanh, bệnh thể tiều phu, nang chích hổ báo chi hống. Trong cơn hoảng hốt, quân tướng Tàu, kẻ đánh rơi mũ, kẻ rơi đau, la liệt ngổn ngang, người xô nhau ào ào như sóng trào, ngựa chạy toán loạn như núi lở, dẫm đạp lên nhau vô số. Người sau có thơ khen Trương Phi rằng, dừng ngựa mang mau mắt trợn tròn, quanh cầu sát khí tựa mây tuôn, quát lên một tiếng rung trời đất, trăm vạn tàu binh chạy mất hồn. Nguyên văn, trường bản pha đầu sát khí sinh, hoàng thương lập mã nhãn viên xanh, nhất thanh hảo tự oanh lôi chấn, ác thoát tàu gia bách vạn binh. Tào Tháo sợ oai Trương Phi mất cả tinh thần, cứ thúc ngựa như mê chạy về phía Tây, đâm tuột rơi mũ lúc nào không hay, đầu tóc rũ rượi trông thật thảm hại. Chạy được mấy dặm, bỗng trương liêu hứa chữ theo kịp, nếu lấy cương ngựa lôi lại, tháo giật nảy mình trợn mắt, rụng rời cả tay chân. Trương liêu vội nói, Thừa tướng đừng quá sợ như thế, liệu một mình trương phi thì làm nổi trò gì, giờ hãy kiếp quay binh đuổi đánh ác bắt được lưu bị. Bây giờ mặt tháo mới hồi thần sắc, bèn cho Trương Liêu hứa chữ trở lại cầu trường bản thám thính hư thực. Nói về Trương Phi, khi thấy quân Tàu bỏ chạy rồi, liền gọi hai mươi kỵ binh trong rừng ra, sai vứt bỏ những cành lá ở đuôi ngựa, rồi xúm nhau chặt gãy cây cầu. Phá cầu xong, Phi trở về gặp Huyền Đức, kể lại mọi việc. Huyền Đức nói, em của anh khỏe thì khỏe thật, nhưng tiếc rằng thấp mẹo mất rồi. Phi hỏi thất mẹo thế nào? Huyền Đức giảng giải, Thảo nó đa mưu, em phá hủy cầu, nó biết rõ, ác đuổi đến nơi bây giờ. Thôi, mau mau chạy đi. Phi vẫn rau nói. Em vừa quát cho một tiếng, chúng đã sợ mất mật. Cấm cổ chạy mấy dặm, đâu dám quay lại nữa. Nếu không chặt cầu, nó còn sợ có may phục, không dám tiến binh. Bây giờ em phá cầu rồi, ác nó biết mình không có quân nên sợ, thế nào nó cũng đuổi đến đây. Vỡ lại, tháo nó có trăm vạn quân trong tay thì dẫu lấp phẳng sông giang sông hán mà qua cũng được ngay nữa là bắt một cây cầu nói rồi lập tức đứng dậy lên ngựa rẽ cương vào đường nhỏ đi hán tân trong hướng miệng dương mà chạy trương liêu hứa chữ đến cầu trường bản thám thính rồi cho quân trở lại báo trương phi đã chặt cầu ván bỏ đi rồi tháo nói nói chặt cầu là vì cô thế sợ ta đuổi đánh đấy bèn truyền lệnh cho một vạn quân làm ngay ba hàng cầu nổi, hàng chỉ trong vòng đêm ấy phải bắt xong để sang sông. Lý Điện nói, sợ đây lại là mưu lừa của Gia Cát Lượng, không nên khinh tiếng. Tháo nói, Trương Phi chỉ là một đứa dũng phu, còn có mưu mẹo gì mà sợ. Rồi cầu bắt xong, Tháo hạ lệnh hòa tóc tiến binh. Bây giờ, huyện Đức cùng mọi người đi gần đến bến Hán Tân, Bọn thấy phía sau các bụi tung mây trống thúc vang trời, tiếng reo dày đất. Huyền Đức lo sợ nói, mặt trước sông lớn chắn ngăn, mặt sau đại binh đuổi gấp, làm sao bây giờ? Rồi vội vàng sai triệu vân chuẩn bị cự địch. Phía sau, Tào Tháo truyền lệnh cho quân tướng rằng, Lưu Bị hiện giờ như cá trong chậu, như cọp xa hầm, nên không nhân lúc này bắt lấy thì chẳng khác gì thả cọp về rừng, thả cá ra biển, các tướng phải gắn hết sức đánh rấn lên đi. Các tướng nghe lệnh, ai nấy cũng hâm hở đuổi đánh. Bỗng nghe sau núi trống khu vang trời, một đoàn quân mã đổ ra chặn đường, rồi có tiếng thét lớn. Bớ giặc tàu, ta đợi đây đã lâu rồi. Quân tàu dừng lại, thấy viên đại tướng mặt đỏ râu dài, tay cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố sấn ra. Chính là quan Vân Trường số là vân trường đến giang hạ mượn đục một vạn quân mã kéo về dọc đường thì nghe tin vùng đường dương trường bản có trận đánh nhau to nên kéo gấp theo đường tắt về trợ chiến và tới đây thì đụng độ quân tàu tào tháo thấy vân trường xuất hiện lập tức gò ngựa quay bảo các tướng thôi lại mắc mẹo gia các lượng rồi vừa dứt lời ra lệnh đại quân phải lui gấp Vân Trường xua quân đuổi đánh hơn 10 dặm rồi quay lại bảo hộ anh đến Hán Tân. Đến nơi đã có sẵn thuyền bè, Vân Trường mời Huyền Đức xuống thuyền. Huyền Đức cùng Cam Phu Nhân bồng A Đẩu xuống ngồi yên đâu đó. Vân Trường mới hỏi, chẳng hay chị hai ở đâu mà không thấy. Huyền Đức kể lại việc Mi Phu Nhân tự vẫn ở Đương Dương. Vân Trường xúc động than tiếc. Chào ôi, cái ngày đi săn ở Hứa Điền, nếu anh đừng ngăn em thì đâu đến nỗi tai vạ này. Huyền Đức buồn rầu nói, ngày ấy anh phải nén giận vì ném chuột sợ vỡ của quý đấy thôi. Còn đang trò chuyện, bỗng nghe trống trận vang ầm mặt sông phía nam. Nhìn ra thấy vô số chiến thuyền san sát như lá tre, thuận gió căng bùm lướt tới, kính cả mặt sông. Huyền Đức sợ hãi chưa biết đối phó ra sao, đoàn thiền đầu đã tới gần một người bào trắng giáp bạc đứng trên mũi một chiếc thuyền gọi rằng thúc phụ vẫn bình an đấy chứ cháu tới chậm thật có tội lớn huyền đức nhìn kỹ thì ra là lưu kỳ khi bước sang thuyền kỳ ư nước mắt vái lại nghe tin thúc phụ bị khốn với giặc tàu cháu vội đến đây tiếp ứng huyền đức rất mừng bèn họp binh làm một phóng thuyền mà đi chú cháu đang kể lễ tình do trên thuyền Bỗng lại thấy phía tây nam có một đoàn chiến thuyền dàn hàng chữ nhất, lướt theo chiều gió như bay tới nơi. Lưu Kỳ giật mình nói: "Bao nhiêu quân sĩ giang hạ cháu đã đem hết tới đây, giờ lại có chiến thuyền ngăn chặn thì phi quân tàu, ác là quân Giang Đông, làm sao bây giờ?" Huyền Đức ra mũi thuyền xem, thì thấy một người đội khăn cuộn, mặc áo đạo sĩ ngồi trên một chiếc thuyền đầu, đó là Khổng Minh sau lưng có tôn càng đứng. Huyền Đức vội mời sang cùng thuyền, rồi hỏi vì sao đi lối ấy. Khổng Minh nói, Tôi tới Giang Hạ, trước hết dục phân trường về Hán Tân, dặn lên bộ tiếp ứng. Tôi liệu đón Tào Tháo sẽ đuổi gấp, ác chú công không tới Giang Lăng mà phải đi tắt về Hán Tân, nên mời công tử đi tiếp ứng trước, rồi tôi qua Hà Khẩu kéo hết quân sĩ về đây trợ chiến luôn. Huyền Đức mừng lắm, hợp binh làm một, rồi lại bàn kế phá quân Tàu. Khổng Minh nói, thành hạ khẩu hiểm trở lại sẵn tiền lương, có thể giữ lâu được. Xin chúa công hãy tới đấy đóng quân, còn công tử thì về giang hạ chỉnh đốn chiến thuyền, sửa sang quân khí, hai bên dựa nhau có thể địch nổi tàu Tháo, chứ nếu về giang hạ cả thì thành thế cô mất. Lưu Kỳ nói, quân sư dạy rất phải, nhưng ngu ý muốn mời thúc phụ hãy tạm về giang hạ chỉnh đốn quân mã đâu đấy rồi sẽ ra hà khẩu cũng chưa muộn huyền đức nói cháu bạn cũng phải bèn cho vân trường dẫn 5.000 quân ra hà khẩu huyền đức khổng minh theo lưu kỳ về gian hạ nhắc lại tào tháo thấy vân trường đổ ra chặn đánh thì ngờ có phục binh không dám đuổi theo huyền đức nữa tháo lại sợ huyền đức theo đường thủy xuống chiếm mất gian lăng trước vội thúc ba quân chạy suốt đêm tới đấy viên trị trung kinh châu là đặng nghĩa cùng viên biệt giá lưu tiên đã biết rõ mọi việc ở tương dương liệu sức không chống nổi quân tàu bèn đem quân ra ngoài thành đầu hàng tháo vào thành an dân xong sai mở ngục giải phóng cho hàng trung và phong cho chức đại hồng lô ngoài ra khắp các quan đều được phong thưởng tháo bàn với chư tướng nay lưu bị đã qua giang hạ nếu liên kết với đông ngô thì cuộc chinh chiến lại càng lan rộng kéo dài nên dùng kế gì mà phá tuân du nói bây giờ ta cứ chấn chỉnh binh oai cho thật hùng dũng rồi sai sứ đưa hịch sang giang đông mời tôn quyền qua giang lăng hội lạp cùng đi bắt lưu bị hẹn chia đất kinh châu kết liên minh mãi mãi tôn quyền ắt phải sợ mà tới hàng thế là việc lớn xong xuôi thảo y kế một mặt thảo hịch sai sứ đem sang đông ngô một mặt kiểm điểm kỳ binh, bộ binh, thủy binh gồm 83 vạn, nói phao lên 100 vạn. Hai mặt thủy lục cùng tiến, lên ngựa dưới thuyền đi song song, men sông kéo tới cửa ngõ Đông Ngô chàng đóng. Phía Tây liền tới Kinh Giáp, phía Đông giáp đất kỳ hoàng, dinh trại liên tiếp nhau suốt 300 dặm. Bây giờ Tôn Quyền bên Giang Đông đang đóng quân ở Sài Tang nghe đại quân Tào Tháo đến Tương Dương Lưu Tông đầu hàng Rồi lại nghe quân tàu đã chiếm tới Giang Lăng Bèn hội họp các mưu sĩ Bằng cách chống giữ bờ cõi Lộ Túc nói Kinh Châu tiếp giáp nước ta Núi sông hiểm trở Sĩ dân đông đảo giàu có Nếu ta chiếm được Có thể nhờ đó mà nên nghiệp đế vương Nay Lưu Biểu mới chết Lưu Bị mới thua Túc xin được vân mệnh qua giang hạ Điếu tan nhân thể thuyết Lưu Bị Bị chiêu dụ lấy các tướng cũ của Lưu Biểu rồi cùng với ta đồng tâm nhất trí đánh phá Tào Tháo. Nếu bị vui lòng theo ta thì đại sự ắt thành. Tôn Quyền vui mừng nghe lời, liền sai lỗ túc đem lễ vật sang Giang Hạ điếu tang. Về phần huyền đức đến Giang Hạ, họp cùng Khổng Minh, Lưu Kỳ, bàn tính kế sách. Khổng Minh nói, Tào Tháo mạnh lắm, ta khó địch nổi, chi bằng sang Đông Ngô, kết liên Tôn Quyền làm ngoại viện, khiến cho hai bên Nam Bắc chống chọi nhau, ta ở giữa thủ lợi khó gì chẳng xong. Huyền Đức nói, Giang Đông rất nhiều nhân tài, ác họ tính chuyện cao xa, chắc gì đã theo chúng ta. Khổng Minh cười nói, Tào Tháo kéo cả trăm vạn quân tới đây như cọp giữ ngồi canh Giang Hán, dòm ngó qua sông, thế nào Giang Đông lại chẳng sai người sang thám thính hư thực. Nếu quả có người sang đây thì lượng chỉ mượn một cánh buồm thuận gió đến thẳng Giang Đông uống ba tất lưỡi khiến cho quân hai bên Nam Bắc cắn nuốt lẫn nhau. Nếu Nam quân thắng, ta hợp sức với họ cùng diệt Tào Tháo mà chiếm lấy Kinh Châu. Nếu Bắc quân thắng thì ta thừa cơ chiếm lấy Giang Nam cũng được. Huyền Đức nói, tiên sinh nghị luận rất cao nhưng làm thế nào cho có người Giang Đông sang đây? Đang bàn tính thì có tin báo, tôn quyền bên Giang Đông sai lộ túc sang điếu tang. Hiện thuyền đã cập bến. Khổng Minh phổ tay cười ha hả, việc lớn xong rồi, nhân thể hỏi Lưu Kỳ. Trước đây, hồi tôn sách mất, nhà ta có sai ai sang phúng viếng không? Kỳ nói, Giang Đông với nhà tôi có mối thù giết cha, đâu có chuyện đi lại khánh điếu bao giờ. Khổng Minh nói, thế thì lỗ túc sang chuyến này không phải vì điếu tang chủ ý tới thám thính quân tình đây. Bèn dặn huyền đức, túc vào đây, nếu có hỏi về tình hình quân tàu, chú công cứ chối là không biết nhé, đợi hỏi hai ba lần, bây giờ hãy bảo có thể hỏi gia các lượng. Hội ý với nhau xong, sai người ra đón tiếp lộ túc. Túc vào thành phúng viếng, lưu kỳ thu nhận lễ vật, rồi mời vào hội kiến với huyền đức. Hai bên thi lễ xong, cùng vào hậu đường uống rượu. Túc gợi chuyện trước. Nghe đại danh hoàng thức đã lâu, chưa được dịp bái hội, nay may được hầu chuyện nơi đây, thật thỏa lòng kính ngưỡng. Huyền đức cũng khiêm tốn tạ lại. Túc Bèn gạn hỏi. Gần đây nghe Hoàng Thúc giao chiến với Tào Tháo nhiều trận, ác rõ hư thực địch quân. Vậy dám hỏi số quân của Tháo ước chừng bao nhiêu? Huyền Đức thở dài nói: Bị này binh đơn tướng ít, nghe Tháo kéo đến là chạy rồi, còn biết hư thực quân địch ra sao? Túc gạn thêm: Tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu gia các khổng minh đánh hỏa công hai trận, khiến Tào Tháo vỡ mật bay hồn, sao lại nói không biết? Thế thì chỉ hỏi khổng minh mới biết được tường tận. Khổng minh ở đâu xin cho túc được hội kiến. Huyền Đức mới mời khổng minh ra tướng kiến, thi lễ với khổng minh xong, túc nói. Ngưỡng mộ tài đức tiên sinh đã lâu, nay mới hân hạnh tương ngộ, vậy muốn được nghe cao kiến về việc an nguy ngày nay. Khổng minh đáp. Mưu giang của Tào Tháo lượng này đã biết hết, chỉ dần sức bình chưa đủ, phải tạm tránh đấy thôi, Thúc thấy thế, gạn hỏi. Thế thì Hoàng Thúc đành chịu quanh quẩn ở đây thôi ư? Khổng Minh đáp. Không đâu, sứ quân tôi có quen biết quan thái thú Ngô Thần, quận Thương Ngô, nên sắp đến đấy nương nhờ. Ngô Thần quân ít lương thiếu, giữ mình lo chưa xong thì giúp đỡ ai được? Chúng tôi biết sang đấy cũng chẳng ở được lâu, nhưng nay chưa có chỗ nào, hãy đành tạm nhờ Ngô Thần vậy rồi sẽ có kế khác. Bây giờ, Túc đành phải nói thẳng. Tôn tướng quân tôi hiện có đất sáu quận, bình tinh, lương đủ, lại rất lễ sĩ kính hiền, hầu hết anh hùng Giang Đông đã quy phục. Vậy Túc xin vị sứ quân hiến kế, không gì bằng cho người tâm phúc sang liên kết với Đông Ngô, cùng mưu đồ việc lớn là hơn. Khổng Minh giả bộ hững hờ. Lưu sứ quân với tôn tướng quân vốn chưa quen biết, sợ nói cũng tốn lời vô ích, vả cũng không có người tâm phúc nào để sai đi được. Túc nói hiện có lệnh huynh làm quan tham mưu bên Giang Đông, hàng ngày mong mỏi được gặp tiên sinh. Túc này tuy bất tài, cũng xin đưa tiên sinh về ý kiến tôn tướng quân cùng bàn việc lớn. Huyền Đức nói, Khổng Minh là thầy ta, rời nhau một khắc cũng không yên, đi làm sao được. Lỗ Túc nài nỉ mãi, cố mời Khổng Minh đi cùng. Huyền Đức vẫn giả tản không cho, cuối cùng khổng minh nói việc đã gấp rồi xin chúa công cho lượng đi một chuyến xem sao bấy giờ huyền đức mới cho đi lộ túc từ huyền đức và lưu kỳ rồi cùng khổng minh lên thuyền nhắm hướng sài tang lướt tới đó chính là con thuyền gia cát vừa quay lái trăm vạn quân tàu đến lúc tang chưa biết khổng minh đi chuyến này ra sao xin đọc hồi sau sẽ rõ lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Hồi trước kể chuyện Triệu Vân xung đột nhiều trận, hồi này kể chuyện Trương Phi chỉ thét có một tiếng vang trời mà nên công, thiên hạ cũng có người chỉ dùng hư thanh mà được việc thực tế như vậy. Tuy nhiên, người đó phải là người bình nhật có đủ thực tế để cho người ta phục. Rồi đến lúc lâm thời, nghe cái hư thanh, người ta mới choáng tai mà phải sợ. Vì thế, cái công của Trương Phi khác với công của Triệu Vân, Đời nay có nhiều kẻ thực tế chẳng có tài gì, đến lúc bị người ta tấn công hết sức chỉ biết kêu thét lên như con quả khoan mà thôi, chả bỏ làm trò cười cho thiên hạ. Trương Phi quát một tiếng cũng đẩy lui được quân Tàu đấy, nhưng nếu ngày trước không có Vân Trường khoe tài em một cách ghê gớm trước mặt Tháo, thì lúc bấy giờ chưa chắc Tháo đã sợ Trương Phi đến thế. Trương Phi dừng ngựa cầm ngang xà mâu trên cầu khiến quân Tàu phải sợ mẹo dụ địch nhưng nếu trước đó không có khổng minh hai lần đánh hỏa công làm tan hồn vỡ mật quân tàu thì lúc ấy bấy giờ chưa chắc tháo đã nghi ngờ không dám tiến cho nên có thể nói rằng không phải cái tiếng của trương phi làm khiếp đảm người ta mà chính lời nói cùng cái tiếng của vân trường làm cho người ta lo sợ lại cũng không phải cái tiếng của vân trường mà chính là cái tiếng của khổng minh đã làm cho người ta sợ vậy huyền đức ném lưu thiện xuống đất cũng là phải lắm cứ xem những việc sau này rồi nghĩ lại một hổ tướng anh hùng như Triệu Vân mà liều chết để cứu một kẻ vô dụng như Lưu Thiện thì thà rằng đừng cứu cho xong. Nhưng éo le thay, xưa nay Hầu Kiệt thường phải gặp thời, kẻ ương hèn hay lại gặp được hưởng phúc. A Đẩu ngu hèn, cha thì anh hùng mà A Đẩu được hưởng phúc hơn cha, đáng buồn thay. Đọc truyện, đọc sách đến chỗ lo sợ nếu không được hoảng hút nhiều, ác khi đọc đến chỗ vui mừng thì cũng không được vui nhiều không được nghi hoặc nhiều, ắt không được thấy cái khoái cho lắm. Không bị hồi hộp nhiều thì không được hả hê lắm. Chẳng hạn như đọc Tam Quốc Chí đến đoạn lưu Huyền Đức chạy nạn. Triệu Tử Long đơn thương một độc mã xung trận, quân tàu đuổi gấp, thì khi thập tử nhất sinh, khi thì bất chợt có đạo binh vân trường cứu nạn, gặp đoàn thủy quân Lưu Kỳ đã giật mình, vừa được yên tâm lại gặp đoàn chiến thuyền khổng minh, thuộc một đoạn truyện mà đủ cả hỷ nộ ai lạc, nguy cấp khoan khoái xen lẫn nhau liền kề như thế khiến độc giả liên tiếp thấy cảnh sấm nổ mưa tạnh sóng trào rồi gió êm thật là biến ảo vậy khổng minh khuyên huyền đức liên kết tôn quyền làm hậu viện lỗ túc cũng khuyên tôn quyền liên kết huyền đức làm hậu viện kết thúc hai chuyện giống nhau nhưng khổng minh khéo ở chỗ không tự mình đi cầu người mà khiến cho người tới cầu ta nếu như lỗ túc vừa đến khổng minh đã vội vã ra đón thì trí còn kém mà câu chuyện không thú vị để cho túc phải khẩn khoản xin gặp mặt khổng minh mới chịu ra tiếp đó là một điểm khôn khéo của khổng minh gặp mặt rồi nếu đưa lời thuyết ngay cũng không giỏi khổng minh không hề kêu gợi lỗ túc mà túc phải gạn hỏi khổng minh trước đó là hai cái khéo của khổng minh cho đến lúc gặp túc mời qua giang đông khổng minh cũng còn làm cao để huyền đức ngăn giữ mãi sau mới làm bộ miễn cưỡng thử đi một chuyến trong lòng cầu người vô cùng cấp bách mà ngoài miệng cứ thủng thẳng như không đoạn này lại khiến người ta nhớ đến hồi lý túc dụ lã bố giết đinh nguyên làm việc vương doãn dụ lã bố giết động trác đó cũng là những đoạn diệu văn nhưng sau khi lã bố tỏ lời rồi là lý túc vương doãn tán thành ngay đến đoạn này thì lỗ túc ngỏ lời rồi khổng minh vẫn còn khủng khỉnh làm cao những cuộc thuyết dụ trước kia chỉ có hai người đối thoại trong cuộc thuyết dụ này ngoài khổng minh lỗ túc lại còn xen huyền đức vào nữa thật là biến ảo